phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn từng là địa phương có nguy cơ cao với số ca nhiễm COVID-19, chiếm hơn phân nửa tổng số ca nhiễm của cả quận. Thế nhưng đến nay, phường đã được xanh hóa trên bản đồ COVID-19. Đó là kết quả sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của mỗi người dân. Góp trong thành công ấy có những đóng góp thầm lặng của các cấp hội phụ nữ trong công tác an sinh, an dân. Công việc thường ngày của những cán bộ chi hội phụ nữ cơ sở ở phường Mỹ An trong những ngày giãn cách, ai ở đâu thì ở đó. Tối thì nhận đơn, sáng đi chợ hộ, rồi về cân đo đong đếm, phân phát từng đơn hàng, lương thực thực phẩm, kiêm luôn vai trò shipper đảm bảo giao cho người dân trong khu dân cư, kịp chuẩn bị bữa cơm trưa. Những ngày hàng rau củ hỗ trợ về khu dân cư, bất kể ngày đêm, cứ nhận tin là các chị có mặt hỗ trợ cùng ban điều hành khu dân cư, phân phát đều đến từng hộ dân. Chị hội đã quan tâm đến đời sống sức khỏe của mỗi hộ gia đình nên đã đi chợ mua rau rồi mua thịt cá cho dân nên là người dân rất phấn khởi. Tầm cỡ 5:30 là chúng tôi đã dậy là xông xáo là đi ra chợ rồi mưa gió thì cũng vẫn phải đi. Làm thì có cực một tí nhưng mà cũng vui vẻ, mình thấy bà con họ phấn khởi là mình phấn khởi thôi. Là những người sâu sát cơ sở, các chị trở thành cánh tay đắc lực gắn kết giữa chính quyền và người dân. Nghe thông tin ở đâu có trường hợp người tạm trú, công nhân, sinh viên ở trọ gặp khó khăn, thiếu lương thực thực phẩm, các chị kịp thời đề xuất lên lãnh đạo phường, đồng thời vận động thêm các mạnh thường quân hỗ trợ. Những chị là chủ nhà trọ thì miễn giảm tiền thuê trọ. Sự quan tâm động viên này đã giúp mọi người yên tâm, đồng lòng tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Dịch này tụi con ở xa nhà, cho nên ra được cô hỗ trợ là tụi con rất là mừng ạ. Tụi con cảm ơn cô rất nhiều. Chúng tôi phát huy tối đa cái mô hình giúp dân đi chợ, giúp cho bà con có những cái thực phẩm tươi ngon hàng ngày. Đồng thời chúng tôi cũng hỗ trợ lương thực, thực phẩm và thậm chí cả sữa. Nhật ký trong đối với những chống dịch của các con nhỏ. Hội phụ nữ Mỹ An mỗi ngày luôn được tô thắm bởi những con số ấn tượng. Hàng trăm xuất quà được chia sẻ đến với những trường hợp khó khăn. Tấm lòng, sự nhiệt huyết của hội viên phụ nữ phường Mỹ An đã và đang tiếp tục lan tỏa trên chặng đường cùng cộng đồng đẩy lùi dịch COVID-19.